Tối ngày 16 tháng 7, cảnh sát Thái Lan đã tổ chức họp báo xác nhận 6 người Việt đã thiệt mạng trong vụ sát hại ở khách sạn Grand Hyatt Erawan, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Điều tra sơ bộ cho thấy, hai trong số 6 người thiệt mạng là trong Serin, 56 tuổi, và DHV, 55 tuổi, đều có quốc tịch Mỹ. 4 người còn lại mang quốc tịch Việt Nam, gồm NTPL, 47 tuổi, PHT, 49 tuổi, TDP, 37 tuổi và NTP, 46 tuổi. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Bangkok, Trung tướng Thiti Sảng Saoan cho biết, có 7 người đã đặt năm phòng của khách sạn, 4 phòng ở tầng 7 và 1 phòng ở tầng 5, nơi cả 6 thi thể được tìm thấy. Do không có dấu hiệu xô sát hay vết bầm tím trên cơ thể nạn nhân, trong khi đồ ăn của họ vẫn còn nguyên, cảnh sát Thái Lan bước đầu nhận định, sáu người thiệt mạng nhiều khả năng do bị ngộ độc từ việc uống cà phê hoặc trà trong phòng. Hiện tại, thi thể 6 nạn nhân đã được đưa về bệnh viện để tiếp tục quá trình khám nghiệm cảnh sát Thái Lan đang truy tìm manh mối về người mất tích còn lại, đồng thời khẩn trương xác định 6 người đã tự tử, tử hay bị người khác đầu độc. Thủ tướng Srettha Thavisin và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Nội vụ Anutin Chavirankul đã tới hiện trường để trực tiếp chỉ đạo tiến trình điều tra vụ việc. Ông Srettha cho biết 6 người này nhiều khả năng đã thiệt mạng khoảng 24 giờ trước khi được phát hiện. Vụ việc xảy ra ngoài mong đợi, xong sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến lĩnh vực du lịch. Chia sẻ với phóng viên tại hiện trường, Bộ trưởng nội vụ tin nhận định, đây có thể là một hình thức tội phạm có tổ chức. Vụ việc này rất hiếm gặp, không liên quan đến người dân Thái Lan và cũng không liên quan đến các hành vi bạo lực. Tôi có thể đảm bảo Thái Lan vẫn là điểm đến an toàn. Chúng tôi luôn nồng nhiệt chào đón bạn bè, du khách quốc tế có những kỳ nghỉ vui vẻ ở Thái Lan. Các cơ quan chức năng Thái Lan đang khẩn trương tiến hành điều tra xác minh, làm rõ vụ việc. Dự kiến cảnh sát Bangkok sẽ tổ chức buổi họp báo trong ngày 17 tháng 7 để tiếp tục thông tin cập nhật về vụ việc. Về phía Việt Nam, ngay sau khi nhận được thông tin liên quan vụ việc, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng cán bộ đại sứ quán đã đến hiện trường và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Thái Lan, các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao Việt Nam theo dõi sát sao vụ việc, làm rõ thông tin, xác định nhân thân của các nạn nhân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Còn về phía khách sạn, theo ghi nhận, ngày 13 tháng 7 có một lượt tiện phòng và ngày 14 tháng 7 có một lượt tiện phòng. Tổng cộng chỉ có 5 khách đến nhận 5 phòng, gồm 4 phòng ở tầng 7 và 1 phòng ở tầng 5. Theo thông tin của khách sạn, các nạn nhân đã trả 4 phòng ở tầng 7 vào trưa ngày 15 tháng 7. Do vậy, tất cả hành lý được tập trung ở một phòng ở tầng 5, nơi phát hiện các thi thể. Vào khoảng 13 giờ ngày 15 tháng 7, các nạn nhân đã đặt 6 suất ăn, mặc dù vậy không có dấu hiệu các nạn nhân đã chạm đến đồ ăn. Tuy nhiên, lực lượng, lượng chức năng phát hiện có đồ uống trong 5 cốc trà được đặt ở quầy và một cốc được đặt ở bàn có thể đã được sử dụng. Lực lượng chức năng sau đó đã thu thập hộp đựng, thìa, nĩa, thức ăn và các đồ dùng có liên quan để tiến hành xét nghiệm. Trung tá Thi Thi nhấn mạnh, bước đầu đội điều tra không phát hiện có dấu hiệu đánh nhau, các nạn nhân không có thương tích bên ngoài, các đồ vật vẫn bình thường, không có bát đĩa bị vỡ. Theo ông Thi Thi, chỉ có một nạn nhân xuất hiện vết thương trên mặt. Tuy nhiên, thương tích này có thể là do người này bị ngã và va phải một vật cứng, và đây không phải là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết. Ông nhấn mạnh, chúng ta cần tìm ra động cơ vụ việc. Điều chúng tôi có thể chứng minh vào lúc này là các nạn nhân không tự sát mà bị người khác sát hại. Hiện nay, cơ quan điều tra đang tập trung khám nghiệm thi thể các nạn nhân để làm rõ nguyên nhân cái chết. Đồng thời, đặt giả thuyết điều tra về người thứ bảy ban đầu đăng ký phòng khách sạn cùng với các nạn nhân. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đang thu thập các đoạn phim CCTV từ các nạn nhân xuống máy bay cũng như tại các khu vực gần khách sạn để làm rõ vụ việc. Về phía Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin liên quan đến vụ việc xảy ra tại một khách sạn tại Bangkok, Thái Lan tối ngày 16 tháng 7, đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng cán bộ đại sứ quán đã đến hiện trường và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Thái Lan. Các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao Việt Nam theo dõi sát sao vụ việc, làm rõ thông tin, xác định nhân thân của các nạn nhân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, họ đã nắm thông tin về phía hai công dân Mỹ chết ở Bangkok. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới các gia đình về nỗi mất mát. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng hỗ trợ lãnh sự cho những gia đình đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller Mỹ nói. Ông Miller nói thêm, bất cứ khi nào một công dân Mỹ chết ở nước ngoài, chính quyền địa phương có trách nhiệm xác định nguyên nhân cái chết. Chúng tôi thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương khi có công dân Mỹ thiệt mạng và chúng tôi chắc chắn đang làm như vậy. Báo Bangkok Post đưa tin giới chức Thái Lan xác nhận các nạn nhân tử vong vì chất độc, song chưa rõ tự tử, tử hay bị ai đó đầu độc, không có vết bầm tím nào được tìm thấy trên cơ thể họ. Danh tính 6 người xấu số được công khai, trong đó gây chú ý là Trần Đình Phú, 37 tuổi, quê Đà Nẵng, là chuyên viên trang điểm có tiếng trong làng giải trí Việt Nam, thường được gọi là Phú Gia Gia. Thông qua trang cá nhân và fanpage, Trần Đình Phú chia sẻ từng làm việc với nhiều ngôi sao Việt đình đám như nghệ sĩ ưu tú Linh Nga, nữ ca sĩ Mỹ Linh, diễn viên Mai Thu Huyền, diễn viên Ngọc Trinh, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu, MC Thanh Thanh Huyền, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Top 5 Miss World Việt Nam 2023 Trần Thị Thoa Hương, Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2023 Trần Thị Thu Yên, Á hậu 2 Miss Grand Việt Nam 2022 Trần Nguyên Minh Thư. Trong bài viết gần đây, anh cập nhật video trang điểm cho nghệ sĩ ưu tú Linh Nga và nhận được nhiều lời khen ngợi từ dân mạng. Đặc biệt, Trần Đình Phú phụ trách trang điểm cho nhiều chương trình, sự kiện nghệ thuật Việt Nam. Bên cạnh đó, chuyên viên sinh năm 1987 này còn đảm nhận vai trò giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm về nghề make-up. Liên hệ với mẹ của Trần Đình Phú, bà xác nhận con trai là một trong 6 nạn nhân tử vong trong vụ việc trên. Một nguồn tin cũng tiết lộ với thanh niên rằng chuyến đi Thái Lan lần này là một trong những chuyến công tác của Trần Đình Phú. Trên mạng xã hội, nhiều người làm trong giới showbiz Việt bày tỏ xót xa trước sự ra đi đột ngột của Trần Đình Phú. Những ai từng tiếp xúc đều cho rằng chuyên viên trang điểm gốc Đà Nẵng tính tình tốt bụng, thân thiện và hòa đồng. Do đó anh được nhiều người quý mến. Một chuyên viên trang điểm bày tỏ, Nghe tin mà như xét đánh anh ơi, anh hẹn đi Thái rồi bay về dự sâu với em. Anh mới post thiệp vì lỡ hẹn. Em vừa mới hỏi anh quán ăn ngon. Anh bảo em vào Đà Nẵng, anh cho em mượn lớp để dạy nữa mà. Thương tiếc cho một tài năng của ngành trang điểm bạn bè trần đình phú cũng không giấu được nỗi đau và mong anh ăn nghỉ hiện vụ việc đang được điều tra